Hà Nội là một trong 30 thành phố đông dân cư nhất thế giới. VCT Gia Lâm tọa lạc tại khu vực đô thị phía đông, khu vực niềm tin xu hướng phát triển mới, trung tâm tài chính tương lai của thủ đô Hà Nội, tôi nhận được những lợi thế cao nhất. Hiện tại, qua mạng lưới giao thông đô thị phát triển, phía đông đã mở nhiều con đường nối từ các khu đô thị vệ tinh và trung tâm thủ đô đến thị trấn Châu Quỳ. Trục đường chính bao gồm quốc lộ 1, Quốc lộ 5, đường vành đai 4 là những con đường rộng lớn có quy mô tầm nhìn chiến lược. Khu đô thị VCT Gia Lâm được xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp với hạ tầng giao thông hoàn hảo nằm giữa những trung tâm đô thị lớn. Thêm vào đó, VCT Gia Lâm đem lại cho khách hàng môi trường sống xanh, khu đô thị sinh thái với những tiện ích gần gũi thiên nhiên. VCT Gia Lâm kết hợp với cơ sở hạ tầng văn hóa đô thị mang tiêu chuẩn quốc tế là một diện mạo mới cho tầm nhìn toàn cầu sánh bước cùng tương lai. VCT Gia Lâm áp dụng lối kiến trúc xây dựng hiện đại, đặt tiêu chí không gian sống, không gian xanh thiên nhiên lên hàng đầu. VCT Gia Lâm đang trở thành luồng gió mới, các nhìn lạ trong môi trường văn hóa sinh thái hiện đại không gian sống của bạn là những căn hộ cao cấp được thiết kế theo tiêu chuẩn đẳng cấp có xuất xứ từ những thương hiệu lớn và chuyên gia hàng đầu với tổng diện tích 420 ha khu đô thị Vicidialum có tổng cộng 66 tòa chung cư cao cấp 2.200 lô biệt thự shop house liền kề để tạo ra được những điều tuyệt vời trên một điều không thể thiếu cho căn nhà của gia đình bạn đó chính là không gian sống Căn hộ cao cấp của V City Gia Lâm được hoàn thiện với những trang thiết bị nội thất liền tường hiện đại, sang trọng, được thiết kế bởi tư duy sáng tạo nhất, hoàn chỉnh đến từng chi tiết, hoàn hảo đến từng không gian, tiện nghi đến từng vật dụng sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn và gia đình. VCT Gia Lâm với những trung tâm thương mại lớn, khu shop house quy tụ tất cả những nhãn hàng uy tín và nổi tiếng, nhà trẻ, trường đại học VinUni, khu vui chơi giải trí VinPeerLand ngay trong quần thể. VCT Gia Lâm sở hữu hồ nước mặn tạo sóng lên tới 6,1 HA và hồ điều hòa rộng 50 HA cùng hệ thống sông cạnh khu cao tầng. 400 tiện ích nội khu phục vụ cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sống xanh dự thiên nhiên sinh thái, nhiều khu thể thao như sân bóng, sân tennis, khu tập gym, đánh golf sẽ giúp bạn trải nghiệm cuộc sống văn hóa cộng đồng đa dạng. Cảm ơn khách hàng đã mang đến cho chúng tôi sự thành công và phát triển mạnh mẽ của khu đô thị VCT Gia Lâm. Căn nhà cao cấp mang tới an toàn, hạnh phúc, tiện nghi đầy đủ, không gian sống xanh, khu đô thị sinh thái đem lại sự thoải mái cho khách hàng vct gia lâm đóng góp vào sự phát triển của đất nước thể hiện được ý chí của khách hàng sánh vai cùng bạn bè quốc tế